Phần phonetic ở trang 66 nói về L'élision. Phonetic là ngữ âm học. L'élision được dịch là sự nuốt âm, tức là người ta lược bỏ đi một âm để có thể phát âm dễ dàng hơn. Và chúng ta hãy nghe CD số 39. Và khi nghe CD này, chúng ta hãy nghe các câu rồi quan sát các cái chữ mà được gạch dưới souligné. Rồi chúng ta sẽ nói xem chúng ta nhận xét được chuyện gì. Ở trong các câu đều có những cái chữ được gạch dưới và bây giờ chúng ta nghe CD số 39. Phonétique, l'élision. Exercice 1. A. 2016, c'est l'année de la mode. B. Il fait froid dans l'ouest et dans le sud. C'est l'hiver. C. J'adore les vêtements en cuir. Je trouve ça joli. D. Il n'y a pas beaucoup de tailles différentes. Ça ne me plaît pas. E. En janvier, c'est le moment d'acheter des pulls et de porter un manteau. Chúng ta vừa nghe xong 5 câu ở trong CD số 39 và trong mỗi câu chúng ta nhận thấy là có những từ có những cái mạo từ giống nhau hoàn toàn nhưng mà có mạo từ thì được nuốt âm, có mạo từ thì được nói nguyên cả một từ. Ví dụ trong câu A, 2016, c'est l'année de la mode. L'année là một danh từ feminine. Như vậy chữ L apostrophe này thực chất nó là chữ la. La année. Và phía sau, l'année de la mode. La mode cũng là một danh từ feminine. Thì chúng ta dùng mạo từ la. Nhưng mà đứng trước người ta không để la cả chữ mà người ta lược đi L apostrophe bởi vì hai nguyên âm gặp nhau thì người ta lược đi một. Như vậy để cho dễ đọc, thay vì nói là c'est la année thì người ta lược đi là c'est l'année de la mode. Ở câu thứ hai cũng như vậy, chúng ta thấy có hai mạo từ để chỉ về phương hướng. L'ouest là phương Tây, le sud là phương Nam. Il fait froid dans l'ouest et dans le sud. Ở phương Tây và ở phương Nam thì trời đã lạnh, c'est l'hiver, và đây là mùa đông. Vậy trong ba cái chữ này chúng ta đều thấy có cái mạo từ giống nhau. L'ouest là một danh từ masculine thì nó là l'ouest. Và le sud cũng là một danh từ feminine, người ta để là le sud. L'hiver cũng là một danh từ masculine, chúng ta để là l'hiver, l'hiver. Nhưng mà ở trong chữ l'ouest người ta lược đi, người ta chỉ còn để là l apostrophe. Thay vì đọc L-U-S thì hai nguyên âm gặp nhau khó phát âm, người ta lược đi, người ta nuốt âm đi, chỉ còn để lại là L apostrophe, đọc là L-U-S thay vì L-U-S. Còn L-Suit để nguyên bởi vì chữ L này đứng trước một phụ âm, chúng ta không thể lược được. L-I-V là mùa đông, cũng là một danh từ masculine, nhưng người ta không đọc là L-I-V bởi vì hai nguyên âm gặp nhau và người ta nuốt âm đi. Như vậy ở trong còn lại, Il fait froid dans l'U-S thay vì l'ouest et dans le sud c'est l'hiver. Câu C, j'adore les vêtements en cuir, je trouve ça joli. Hai chữ được gạch dưới là hai đại từ. Đại từ thứ nhất ở đầu câu đó là je, ngôi thứ nhất số ít. Nhưng mà nguyên âm ơ gặp với nguyên âm a thì người ta phải lược đi, chỉ còn lại là j apostrophe. Trong khi đại từ je ở phía sau câu chúng ta không thể lược được bởi vì đứng sau nó là một phụ âm. J'adore les vêtements en cuir, tôi rất mê các quần áo bằng da. Je trouve ça joli, tôi nhận thấy cái điều đó, các cái y phục bằng da rất là xinh đẹp. Câu D, il n'y a pas beaucoup de tailles différentes. Ça ne me plaît pas. Ở đây chúng ta thấy có chữ nơ, hai chữ nơ và chữ nơ ở đằng trước người ta lược đi. Il n'y a pas de. Ở đây nó là chữ nơ, N-E. Nhưng mà N-E gặp với nguyên âm Y thì người ta lược đi, nuốt âm đi, chỉ còn là Il n'y a pas beaucoup de tailles différentes. Không có nhiều kích cỡ khác nhau. Ça ne me plaît pas. Và ở đây chúng ta để nguyên chữ nơ, N-E, bởi vì đứng sau nó là một phụ âm. En janvier, c'est le moment d'acheter des pulls
et de porter un manteau. Ở đây người ta gạch dưới chữ C apostrophe, người ta gạch dưới chữ D apostrophe và người ta sẽ gạch dưới chữ DE là the. C'est le moment viết đầy đủ ra là CE, CE là cái này. Cái này là CE. Nhưng mà hai nguyên âm gặp nhau thì người ta lược đi, người ta nốt âm đi, chỉ còn lại là xe. Và DE đứng trước, chúng ta viết đầy đủ ra thì nó là DE. C'est le moment de, de là DE. De acheter, c'est le moment de acheter. Và chúng ta phải viết là DE. Nhưng mà DE có nguyên âm E đứng trước nguyên âm A thì người ta nốt âm đi, người ta chỉ còn để lại là D apostrophe, trong khi DE phía đằng sau này đứng trước một phụ âm thì người ta để nguyên. En janvier, c'est le moment d'acheter des pulls et de porter un manteau. Như vậy chúng ta thấy là cùng là một loại từ, nhưng mà chúng ta đôi khi phải lược đi, nốt âm đi bởi vì hai nguyên âm gặp nhau. Đó là điều chúng ta đã nhận thấy. Và chúng ta đọc lại năm câu này. 2016, c'est l'année de la mode. Năm 2016 là năm của thời trang. Il fait froid dans l'ouest et dans le sud, c'est l'hiver. Ở miền Tây và miền Đông, trời đã lạnh và bây giờ là mùa đông. J'adore les vêtements en cuir. Je trouve ça joli. Tôi rất mê các loại quần áo bằng da và tôi thấy chúng nó rất là xinh. Il n'y a pas beaucoup de tailles différentes. Ça ne me plaît pas. Không có nhiều kích cỡ, nhiều khổ khác nhau và điều này tôi không có thích. En janvier, c'est le moment d'acheter des pulls et de porter un manteau. Vào mùa, vào tháng giêng, đây là lúc để đi mua những cái áo pull và để mặc những cái áo manteau. Bài tập số 2, compléter avec les mots voyelle ou consonne. Chúng ta hãy điền vào các chỗ trống này bằng chữ voyelle hay là chữ consonne. Voyelle có nghĩa là nguyên âm, consonne có nghĩa là phụ âm. Trường hợp thứ nhất, le, la, je, ne và chữ de. Các chữ le, la, je, ne và de thì được đặt trước. Khi đặt trước một nguyên âm hay phụ âm thì không thay đổi. Thì chúng ta thấy là đương nhiên là đứng trước một phụ âm và chúng ta điền chỗ này là consonne. Le, la, je, ne, de khi đứng trước một phụ âm thì không thay đổi. Ví dụ la mode đứng trước phụ âm em mà thì không thay đổi và chúng ta phải để nguyên article là la. Le site đứng trước phụ âm s thì không đổi. Je trouve ça joli, tôi nhận thấy cái này rất là xinh. Je đứng trước phụ âm t thì không lược đi. Ça ne me plaît pas, điều này tôi không có thích. Ne đứng trước phụ âm m thì không có lược đi. De porter đứng trước phụ âm p thì không có lược đi. Trường hợp thứ hai, le, la, je, ne, de khi đứng trước một nguyên âm hay một ascom thì thay đổi và biến thành le, la thì biến thành l apostrophe, je thì biến thành j apostrophe, ne thì biến thành n apostrophe và de thì biến thành d apostrophe. Như vậy chúng ta điền vào chỗ này là khi đứng trước một nguyên âm, une voyelle. Hoặc là ascom thì không thay đổi. Xin lỗi, thì thay đổi thành L apostrophe, J apostrophe, N apostrophe, D apostrophe. Ví dụ, l'année thay vì để là la année thì còn lại là l'année. L'ouest thay vì là l'ouest. L'hiver thay vì là l'hiver. J'adore thay vì là je adore. Il n'y a pas thay vì là il n'y a pas. D'acheter thay vì là de acheter. Chúng ta có một cái nhận xét. À la forme négative, c'est devient ce n'est pas. Ở thể phủ định thì chữ c'est biến thành ce n'est pas. Ví dụ, c'est cher thật là mắc, ce n'est pas cher không mắc. Bài tập số 3,
Chúng ta hãy nghe và lặp lại những câu sau đây, và chúng ta hãy nghe CD số 40. Page 66, exercice 3. A. C'est l'hiver. B. J'ai froid. C. En novembre, c'est l'automne. D. J'aime les soldes d'été. E. Ton chapeau n'est pas beau. Chúng ta đã nghe 5 câu ở trong CD số 40 và chúng ta đã viết ra, và chúng ta thấy là ở trong mỗi câu đều có Elysium, tức là nốt âm. Câu A, c'est l'hiver. C apostrophe là sơ, và bây giờ nốt âm còn lại C apostrophe. J'ai froid, je nốt âm đi, còn lại J apostrophe. En novembre, c'est l'automne. Ở đây có hai Elysium, hai chỗ nốt âm. C, E. Nốt âm đi, chỉ còn lại C apostrophe. L'automne là l'automne. Nốt âm đi, chỉ còn lại L apostrophe. J'aime les soldes d'été. Ở đây chúng ta thấy có hai chỗ nốt âm. Chỗ thứ nhất là j'aime, đại từ je thì chỉ còn lại j, và de chỉ còn lại d apostrophe. Ton chapeau n'est pas beau. Ở đây có một chỗ nốt âm ne. Nốt âm đi, chỉ còn lại N. Và chúng ta đọc lại 5 câu này. C'est l'hiver. J'ai froid. En novembre, c'est l'automne. J'aime les sons d'été. Ton chapeau n'est pas beau.